Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me... chào các bạn. Mình đang có mặt tại khu vực đấu giá xóm 1 xã Nghi Phong các bạn này. Đây, đây là mặt đường ngoài, mặt đường liên xã, tuyến 1 của khu đấu giá. Buổi sáng nay thì các bạn môi giới vẫn tiếp tục đưa khách hàng đến. Hôm nay là ngày thứ tư. Ngày thứ tư kể từ ngày đấu giá đầu tiên ấy. Thường thường ấy, các khu đấu giá ấy, người ta sẽ chia ra làm nhiều đợt đấu với khoảng cách thời gian là khác nhau. Tuy nhiên thì ở đây ấy, người ta đấu 2 đợt nhưng mà đấu trong vòng 2 ngày liên tiếp. 2 ngày liên tiếp mà lượng hàng là 78 lô. Và mỗi lô có trung bình khoảng 6 người tham gia đấu thì chứng tỏ cái sức hút, cái sức hấp thụ nó cao như thế nào các bạn ạ. 78 lô tất cả ấy, thì trong đó cũng có những lô ấy là đấu giá không hợp lệ. Và cũng có những lô, chẳng hạn như là lô góc C21 chẳng hạn, là có tận 17 người đấu các bạn ạ. Thật kinh khủng. Mình thích cái tuyến trong cùng này các bạn này. Bên này có một cái mương rất to các bạn ạ. Máy bê tông người ta đang đổ mương đấy. Máy trộn bê tông. Nếu mà ở một lô đất mà phía trước có mương cũng là rất đẹp. Bên trong này là có một cái ao cá này. Ao cá này mình thấy cũng được này. Các bạn thấy Đại học Vinh cơ sở 2 bên này không? Chỉ cách cái khu đấu giá này là 300m tính theo đường chim bay nha các bạn. Mương này rộng đấy các bạn ạ. Mương này ít nhất cũng phải rộng khoảng 3m rưỡi. Kết nối với cái tuyến mương bên kia. Nhìn chung ấy thì khu đấu giá xóm 1 này mình cho rằng đây là những cái sản phẩm bất động sản đẹp bậc nhất của Nghi Phong. Đẹp về vị trí, đẹp về kích thước, đẹp về quy hoạch và đẹp về cơ sở hạ tầng. Sức hút rất cao các bạn ạ. Các nhà đầu tư khắp nơi, lúc nãy thấy cả mấy anh ở trên Thái Hòa cũng xuống. Mình ngoài các sản phẩm bất động sản đấu giá như thế này ấy, thì còn có cả bất động sản thổ cư, rồi đất tái định cư nhé các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhé, rồi đăng ký kênh TikTok của mình nhé. Xin cảm ơn. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.